Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức. Giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con thành kính cung thỉnh quý ngài quang lâm về giảng đường để truyền thọ tam quy ngũ giới cho hàng thiện nam tín nữ chúng con nhân lễ hạ nguyên Phật lịch 2560 dương lịch 2016 sáng hôm nay. Chúng con thành kính cung thỉnh quý ngài ban chung cổ trỗi ba hồi chuông trống bát nhã cung thỉnh chư tôn đức quang lâm. Toàn thể hội chúng chắp tay trang nghiêm cung đón chư tôn đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư đại đức tăng cùng toàn thể quý Phật tử. Thì hôm nay là rằm hạ nguyên, rằm theo truyền thống ta gọi là rằm tập trung á, rằm lớn á, trong năm. Thường thường khi mà chúng ta đến cái rằm hạ nguyên thì xem như là chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho cái Tết Nguyên Đán. Cho nên rằm hạ nguyên thông thường là một cái dấu ấn để chúng ta chuẩn bị nhiều điều lo lắng, vui buồn, lẫn lộn. Nhất là giờ này mà trả nợ chưa xong rồi thì cảm thấy buồn buồn ha. Người bán buôn thu tiền mà giờ này mà chưa thu hết rồi toán sổ rồi bắt đầu cũng lo lo. Không biết từ đây tới Tết các bạn hàng mình buôn bán này kia đó được để trả tiền mình không. Thì giờ này bắt đầu chúng ta buồn buồn, lo lo, lẫn lộn. Mà chung đôi khi chúng ta không xác định được điều gì. Thì hôm nay cái ngày rằm chúng ta trúng vào cái ngày thứ hai đầu tuần, chính hầu như là đa phần các vị đều đi làm. Có nhiều vị báo với chúng tôi là hôm nay đầu tuần, cho nên là họ cũng đăng ký quy y nhưng mà không sắp xếp được. Thì việc đó tôi cũng rất thông cảm với các vị. Từ từ những cái quan điểm theo truyền thống của Việt Nam chúng ta cũng sẽ lần lượt có thể là đổi thay để nó phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của chúng ta. Người phương Tây điều này đã từ rất lâu. Những sinh hoạt ngoại lệ, tức là ngoài công ăn việc làm, họ đều dồn hết vào ngày thứ bảy hoặc là chủ nhật. Ngày chính là ngày chủ nhật. Còn cơ bản nhất thì có thể là cấn ngày thứ bảy cũng được. Những ngày trong tuần thì hầu như đa phần con người ta phải đi làm. Và cái công ăn việc làm của những người phương Tây, nhất là những vị ở đây có gia đình mà Việt Kiều á, là người Việt chúng ta mà sống ở hải ngoại á, thì các vị hỏi đều biết rằng là thất nghiệp là một điều đáng sợ hãi với những người sống ở nước ngoài. Bởi vì bất cứ một ai thất nghiệp coi như là cuộc sống đáng báo động. Người đó xem như là chỉ còn lại là ăn tiền trợ cấp, nhưng mà tiền trợ cấp là một cái số tiền rất khiêm tốn. Một số người khi chúng ta chưa có một cái thời gian công tác làm việc lâu dài nơi đất nước bạn, hoặc là chúng ta chưa có được cấp phép để chính thức trở thành một công dân của họ gì đó, thì khi chúng ta mất việc làm chúng ta cũng không được nhận cái khoản tiền trợ cấp, mà chúng ta phải ăn nhờ những người thân, hoặc là chúng ta đi kiếm tạm làm cái gì đó để qua ngày. Cho nên công ăn việc làm đối với những người ở nước ngoài mà chúng ta có người thân mà ta hay gọi Việt Kiều á, thì á, thật ra mà nói mình sống, mình đi ra nước ngoài rồi mà nó hiểu được những cái hoàn cảnh sống nơi họ. Cho nên một số người ở Việt Nam mà hay ỷ lại vào những người nước ngoài, đó là một thái độ tôi xem là thiếu tôn trọng và thiếu tình thương và thiếu đạo đức. Có một số người cứ dựa dẫm vào là người thân mình ở nước ngoài, cho nên là mặc tình tùy tiện sống một cách cẩu thả. Đây là một cái hành động mà tôi xem là thiếu đạo đức, thiếu cái sự tôn trọng và tình thương. Dựa dẫm vào tình thương để bóc lột sức lao động của người khác, làm hoang mang người khác. Chúng ta cứ nghĩ người nước ngoài đi ra ngoài đi giựt tiền người ta để đem về đây mà lo cho mình hay sao? Đa phần là những người nước ngoài làm việc rất cực khổ. Tôi phải nói rằng Việt Nam chúng ta không phải là một trong những quốc gia giàu có, nhưng mà về đời sống cơ bản nhất là chúng ta thư nhàn nhất so với rất nhiều quốc gia, mà nhất là những quốc gia giàu có như Mỹ, Pháp, Đức, tức là Tây Phương. Chúng ta thấy rằng người ta làm việc không có thời gian,
Còn chúng ta ở đây là rất nhiều thời gian để thanh nhàn. Để chứng minh được điều đó, chúng ta ra thành phố Sài Gòn. Giờ nào cũng có những người đi đầy đường và giờ nào cũng có người ngồi trong quán cả. Từ sáng cho tới 12 giờ đêm, 1 giờ đêm, lúc nào chúng ta cũng có những người nhàn rỗi ở trong các nơi mà coi như là vui chơi giải trí. Và tôi không biết đi tìm cái gì ngoài đường, giờ nào những người ngoài đường cũng đông nghẹt, dù giờ cao điểm hay những giờ mà gọi là không cao điểm. Nhìn như vậy chúng ta mới biết rằng là sự nhàn rỗi của con người Việt Nam chúng ta đến mức độ nào. Tôi nói đó không mang cái nghĩa nói xấu, cái đó là một thực tế thôi. Còn á, những đất quốc gia tôi đi, bây giờ tôi nói không nói xa, Nhật Bản. Xin thưa các vị, nếu giờ này các vị ra đường phố Nhật Bản, các vị cảm thấy rằng dường như Nhật Bản không có người hay sao đó. Chúng ta không thấy người đi lang thang trên các công viên, chúng ta cũng không thấy họ đi lang thang ở các vỉa hè. Phải nói là những giờ như thế này mà ngoài thứ bảy chủ nhật gì đó, tức là giờ đó, hầu như là giờ chính quy là họ đều là ở trong công sở cả. Ngoài đường không có người. Còn chúng ta giờ nào đi cũng chặt đường. Chúng ta cứ so sánh. Mà trong khi một quốc gia ở chứ chúng ta, gần với chúng ta, nếu đây qua Nhật Bản chúng ta bay chỉ có 6 giờ là chúng ta đã tới Nhật. Vậy nên tính về mặt cái địa lý địa hình đâu có xa. Nhưng mà phải nói rằng cái đời sống của người Nhật là người ta được đánh giá là những quốc gia nhất nhì trên thế giới. Phải nói như thế. Vậy thì nhìn lại là chúng ta quá nhiều thời giờ nhàn rỗi. Đó là một trong những vấn đề là cũng không hay lắm. Người ta đừng nói một câu là nhàn cư vi, nhàn cư vi bất thiện, ăn ở không có thời gian nhiều hay làm bậy. Chính vì chúng ta là ở không nhiều, cái đi tụm ba tụm bảy, cái trở thành kẻ thị phi, hay nói chuyện tào lao, nói chuyện người này, nói chuyện người kia, nói vô bổ. Rồi động cái nhàn rỗi quá, cái đi kiếm chuyện nhậu, cái hồi đập lộn nhau. Thế. Tức là nhàn cư vi bất thiện là như thế. Có thời gian ở không mà làm chuyện tầm bậy tầm bạ vậy không? Khi mà nước Việt Nam chúng ta xưa kia nó là một cái đất nước nông nghiệp. Chúng ta chỉ lệ thuộc vào mùa màng thôi. Còn ngoài ra chúng ta không bị cơ chế của công nghiệp này kia, thời giờ làm việc theo dạng công sở, cho nên chúng ta không bị lệ thuộc vào thời gian. Cho nên hầu như các buổi lễ truyền thống của Việt Nam chúng ta đều có đại đa số người tham dự. Nhưng mà khi cái thời buổi của chúng ta nó đã thay đổi khác đi, con người ta bắt đầu theo cái xu hướng là cần có công ăn việc làm theo dạng như những cái đô thị như thế này, thì bắt đầu cái thời gian mà những cái ngày mà không phải là thứ bảy chủ nhật thì bắt đầu con người ta đã cảm thấy khó trong cái việc sinh hoạt. Cho nên các vị thấy rằng là tôi muốn nói cái gì, lần lần nếu mà đất nước chúng ta theo cái dạng mà bắt kịp với đà phát triển theo dạng công nghiệp quá và hiện đại quá mọi thứ đó, thì cái việc mà thời gian sinh hoạt của chúng ta bắt đầu nó từng bước nó cũng dồn vào thứ bảy chủ nhật. Và ở tại thành phố này chúng ta cũng thấy rằng mọi sinh hoạt người ta bắt đầu đổ dồn vào thứ bảy chủ nhật rồi đó. Chứ ngày xưa chúng ta không có quan trọng về việc đó, nhưng bây giờ bắt đầu quan trọng là chúng ta đi làm công sở nè, chúng ta chỉ được nghỉ vào cuối tuần nè. Cho nên các vị biết ở phương Tây người ta cũng cảm thấy rằng đối với người Việt Nam từng sống thói quen của văn hóa Á Đông, thì khi mà họ ở phương Tây họ cũng cảm thấy tiếc nuối những cái ngày truyền thống lắm. Thậm chí đám tang nè, người thân của họ qua đời họ cũng phải để tới thứ bảy chủ nhật để mà có thể làm tang ma hay là để gì đó, tri điệu hay là có thể đi quả thiêu gì đó. Chứ thật ra mà nói ngày thường cũng không được. Cuối cùng họ phải để trong những cái nhà hoàng, nó có những cái phòng lạnh. Tôi cũng đi một vài cái đám tang khi tôi có mặt ở nước ngoài. Những cái quan tài của ở nước ngoài nó khác với quan tài Việt Nam chúng ta. Quan tài Việt Nam chúng ta thì tẩn liệm kín mít như vậy. Bởi vì chúng ta sợ cái gì? Sợ nó bốc mùi hay là sợ nó nhiễm ô hay là nó sợ thế. Nhưng mà ở phương Tây họ để một cái thi hài vào quan tài không có giống chúng ta. Trước khi họ để vào quan tài họ sẽ tiêm cái phọt môn hay là mọi thứ đó, rồi họ trang điểm cái người mà qua đời đó y như là một cái người mà đang nằm ngủ mà được trang điểm để nằm ngủ. Mình nhìn thấy họ trang điểm mặt son da phấn mọi thứ y như thế. Nhưng họ cũng không có đậy kín như chúng ta.
Họ chỉ để trong một quan tài và thậm chí một số quan tài có cửa kiếng. Họ có thể đẩy lên đẩy xuống cho những người thân đến thăm viếng. Ví dụ bây giờ á, cái giờ của mình đăng ký ở trong cái nơi mà hoàng cái quan tài á, thì nhìn là có gọi là giống như nhà hoàng mình ở đây đó. Thì các vị biết là mình đăng ký giờ, thì trong đó rất là nhiều quan tài, thì họ sẽ đẩy vô đẩy ra theo yêu cầu của mình. Mấy giờ mình cần làm lễ đó thì họ sẽ đẩy ra, còn làm lễ xong họ đẩy vô. Bởi vì cái đó sẽ dành cho người khác nữa, chứ không phải là của riêng một mình chúng ta. Và mỗi lần như vậy đó, khi họ đẩy ra rồi đó, thì họ có thể là kéo cái tấm kiếng xuống để bất cứ một người thân nào cũng có thể nhìn mặt, hay là thậm chí là có thể rờ rẫm những người thân của họ trong suốt những ngày lễ, không sợ nhiễm trùng, không sợ mà mùi tất cả mọi thứ gì cả. Đây là như thế. Cho nên cái cách tẩn liệm của người nước ngoài họ khác với chúng ta. Họ không có chất đầy kín mít như chúng ta là gòn gối là trà hay là tất cả mọi thứ giải dốc quần áo gì đó. Tận đầy không có, họ chất rất ít. Thậm chí có những người cũng không cần đắp cho người thân họ cái gì nữa. Họ chỉ mặc những bộ đồ đi dạ hội hay những bộ đồ cần thiết đó, là họ mặc những bộ đồ đó y như đang như nằm ngủ. Cho nên không có những cái gì mà đáng sợ lắm đó, như thế. Nhưng họ chỉ được hành lễ và vào làm lễ, đa phần họ chỉ đi vào ngày cuối tuần. Còn ngày bình thường như thế này, vào buổi tối sau khi họ đi làm về hoặc là gì đó, thì họ mới 5-6 giờ chiều họ mới vào trong nhà hoàng thôi. Nói như vậy để các vị thấy gì? Sinh hoạt tập tục nơi mỗi quốc gia đều có cái khác. Nhưng mà đa phần những nhu cầu tín ngưỡng sinh hoạt của chúng ta cũng phải đáp ứng với cái thời gian và công việc thực tế của đại đa số quần chúng. Ví dụ ngày xưa chúng ta thấy các chùa thường thường tụng kinh mấy giờ? 7 giờ tối. Nhưng mà các vị nghĩ rằng cái đó đâu phải quy định 7 giờ tối tụng kinh mới được. Không phải. Mà thường thường là 7 giờ tối người ta mới bắt đầu ở không. Suốt một ngày người ta đi làm đồng rồi, từ sáng tới chiều người ta ở ngoài đồng, ngoài ruộng, người ta làm cày cấy canh nông tất cả mọi thứ. Thành ra bây giờ cái thời gian ở chùa tụng kinh mà để là 5 giờ chiều không ai đi được hết á. Đâu đi kịp đâu. Giờ đó còn ở ngoài đồng, còn cuốc, còn thế kia mà. Cho nên phải dời lại khoảng 7 giờ. 7 giờ cái cỡ 5 giờ mấy, 6 giờ chiều cái họ đi làm đồng về. Cái họ tắm rửa cơm nước đồ xong cỡ 6 giờ rưỡi. Cái họ ai có thời gian đó mến chùa hoặc là quen với sinh hoạt chùa. Cái tà tà lại đến chùa 7 giờ kém. Cái 7 giờ tụng kinh. Đó. Cái bài mà của thi sĩ Quyền Không có câu: mỗi tối dân quê đón gió lành, khắp chùa giàu dạc ánh trăng thanh. Tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân lành mọi mái tranh. Trầm đốt hương thơm bay ngạt ngào, thôn trên xóm dưới dạ nao nao. Dân làng tắm gội lên chùa lễ, 14-23 mỗi tối nào. Vân vân. Ở đây là người ta phản ánh cái gì? Một cái đời sống tâm linh, tập tục tín ngưỡng văn hóa của một quốc gia của chúng ta. Cho nên là tôi cũng cảm thấy rằng là nếu một cái giai đoạn thời gian tiếp theo mà chúng ta cảm thấy rằng nhu cầu của quần chúng về công ăn việc làm và thời gian của họ là những ngày trong tuần khó có thể sắp xếp để sinh hoạt, thì bắt đầu chúng ta sắp xếp các tổ chức lễ hội bắt đầu theo cái thời gian vào chủ nhật. Ví dụ bây giờ trong rằm này, đúng ra rằm này chúng ta là cái ngày hôm qua là ngày chủ nhật là ngày 14. Thì nếu chúng ta sẽ theo cái nhu cầu sinh hoạt của quần chúng là chúng ta dời rằm lại, cũng là lễ hạ nguyên, nhưng mà chúng ta sẽ tổ chức vào cái ngày thứ bảy chủ nhật, là vào cái ngày 13 và ngày 14. Chứ không phải là ngày 14 rằm như là cái ngày đúng cái ngày âm lịch của chúng ta. Như vậy thì nó sẽ làm cho các vị sinh hoạt nó đỡ có bị gián đoạn hơn. Tôi nói để các vị thấy những cái vấn đề là sinh hoạt mọi thứ nó phải tùy theo cái hoàn cảnh tập tục của mỗi nơi là như thế. Khi tôi sang Mỹ, một số chùa 9 giờ tối mới tụng kinh, thì đồng nghĩa rằng có những chùa thì người ta nói rằng: thưa thầy, ở đây là đa phần là họ làm cái công việc gì đó, họ làm neo, làm cái gì đó, mà phải là 8 giờ họ mới tan ca. Như vậy chùa phải 9 giờ mới có người đi tụng kinh. Còn nếu mà 7 giờ tụng kinh ở Việt Nam thì giờ đó người ta đang ở trong công sở, người ta không có đi làm được. Như vậy mỗi một chùa nó sẽ tùy vào cái nhu cầu của
những cái quần chúng tín đồ Phật tử, cái thời gian làm việc của người ta như thế nào để đáp ứng cái nhu cầu như thế đó. Đó là cách linh động để chúng ta đưa đạo pháp vào đời, để giúp cho mọi người đều có cơ hội để học và tu. Giáo pháp của chúng ta cũng vậy, đến với tất cả mọi người, giáo pháp chúng ta không phải là 1 cộng 1 bằng 2. Tùy mỗi cái quốc gia mà chúng ta có thể đến đó, chúng ta thích nghi với một loại giáo pháp nào. Cho nên một số vị khi mà tôi thấy rằng phê bình Phật giáo Đại Thừa, phê bình tín ngưỡng, phê bình tập tục gì đó, thì tôi thấy có những lời quá đáng. Có những người nói cần đưa đạo Phật trở về với đạo gốc gì đó. Mà tôi không hiểu đạo gốc, cái quan niệm của người này gốc là cái gì? Gốc là cái cây trụ lũi đó đúng không? Một cái cây mà để có nhánh có lá thì lại không muốn. Muốn một cái gốc trụ lũi có nghĩa là một cái thân tàn như thế. Có thể đó là một cái thân vững chắc nhưng mà cái thân không phát triển. Cho nên cành lá không phải là gốc, nhưng mà nó không phải là xuất phát là ngoài gốc. Một cái cây mà nó muốn phát triển, nó từ gốc nó phát triển chứ nó từ ở hư không nó phát triển sao? Như vậy dựa trên cái nền tảng của cái gốc, nó sẽ phát triển thành cành nhánh lá để là một cái cây hoàn chỉnh. Như vậy khi nó trở về với cái gốc là đốn hết nhánh lá đi, đốn hết thân đi, còn cái gốc trụ lũi nè. Như vậy cái cây không còn sức sống. Và vì vậy chính cái đạo Phật của chúng ta tùy duyên mà phát triển, nó trở nên phổ biến và nó làm cho đạo Phật đa dạng về trình độ nhu cầu của chúng sinh. Cho nên các vị thấy rằng khi tôi qua Thiệp Khắc, tôi giảng trong một cái chợ của người Việt ở tại Thiệp Khắc, tôi đâu có giảng Niết Bàn, Cực Lạc, giải thoát cái gì đâu. Tôi giảng cái bài giảng tu trong luân hồi. Ngày xưa giờ người ta nói là tu giải thoát, là tu Niết Bàn, tu Cực Lạc, tôi giảng tu trong luân hồi. Bởi vì nhu cầu của những người ở đó là nó chừng ấy à, hoàn cảnh của người ta chừng ấy à, tâm niệm của người ta chừng ấy à. Chúng ta không thể nào chúng ta bóc họ để thay đổi một cách đột ngột những cái quan niệm tập quán sinh hoạt của họ được. Dù thế nào đi chăng nữa, chén cơm manh áo là một nhu cầu thực, không bất một con người nào có thể chối bỏ được. Cho nên dù đạo Phật có hay cách mấy cũng phải tôn trọng cuộc đời thực của mỗi con người. Chúng ta không thể nghe một giáo pháp giải thoát khi chúng ta đói. Vì vậy giáo pháp giải thoát có hay cách mấy nhưng mà phải có thực mới vượt được đạo. Cái câu này nó thiết thực là như vậy. Cho tôi nghe pháp mà đói hoài sao nghe nổi. Thành ra muốn cho tôi nghe pháp, muốn cho tôi tu cũng được đó, nhưng mà ít nhất là cho tôi ăn cái đã, cho tôi no cái bụng cái đã. Ngồi đây mà nó cồn cào trong bụng mà cứ nói giải thoát, giải con khỉ gì à. Giờ này cái bụng đói cũng chết, không cho ăn giải thoát à. Đây là một nhu cầu rất thực tế. Chúng ta phải thấy như vậy. Và vì vậy nếu đạo Phật chúng ta không linh động như vậy, đạo Phật chúng ta trở thành máy móc và công thức á, thì rất khó để mà giúp cho mọi người tiếp cận gần hơn với Phật Pháp. Và cũng vì chỗ đó cho nên đợt này quy y, các vị thấy có thông báo gì lạ so với những lần trước không? Đó là lần này tôi thông báo quy y cho tất cả mọi người, nhưng mà ở bên cạnh đó tôi lại tạo điều kiện quy y cho những trẻ em dưới 3 tuổi. Đây là xưa nay tôi chưa từng tổ chức. Nhưng mà tôi suy nghĩ một điều là chúng ta cần nên. Cần nên là như thế nào? Xin thưa các vị, đạo Phật không có quy định mấy tuổi quy y hết á. Cơ bản nhất về nghĩa chính của nó là mấy tuổi quy y cũng được hết á. Nhưng mà tại sao tôi ở đây tôi ngắt ra ngay cái chỗ 3 tuổi hay bắt đầu quy y? Là tại vì tôi nghĩ ít nhất là 3 tuổi nó mới ý thức được hành động đó là cái gì. Ít nhất cũng nói con à lại Phật đi con à thầy đạt pháp danh cho con minh thiện, minh tấn, minh lành, minh gì đó. Là cái này là chúc lành cho con là này cái kia nọ. Con đảnh lễ Phật, nhận pháp danh. Hay là nè con ơi niệm A-di-đà Phật. Thì 3 tuổi nó cũng biết Nam Mô A-di-đà Phật chứ. Biết không? Bé này mấy tuổi? Bé đứng đó đó. 3 tuổi nó biết nói câu Nam Mô A-di-đà Phật không? Đó, ít nhất cũng là như vậy. Con nói cho thầy nghe Nam Mô A-di-đà Phật. Nam Mô A-di-đà Phật. Giỏi. Cảm ơn con rất nhiều. Tôi muốn nói với các vị là ít nhất 3 tuổi cháu cũng ý thức được một cái gì với cái sự dạy của chúng ta. Và nếu mà cháu dạy được như vậy thì tôi mới nói rằng cỡ đó quy y được rồi. Chứ không phải là phải là 3 tuổi mới được quy y. Nhưng mà có ngược lại là một số nơi những người 30-40 tuổi đăng ký quy y ở chùa không chịu.
Hỏi tại sao vậy? Mới mốt 50-60 hả quy y? À, tôi không hiểu rằng cái người đó nghĩ gì về cái việc quy y và việc đưa đạo Phật đến với mọi người. Rồi, chuyến này tôi hạ hơn 3 tuổi nữa là tôi ghi là dưới 3 tuổi tôi vẫn làm lễ quy y. Mang nghĩa gì? Cầu nguyện chúc lành cho các trẻ em được sống an lành hạnh phúc, được khỏe khoắn thông minh. Đây là một cái câu chúc phúc cho những trẻ em mà dưới 3 tuổi. Và đây là một cái tờ mà chứng nhận của tôi. Tờ này là chứng nhận chứ không phải tờ phái quy y. Tờ phái quy y của các vị to lắm. À, đây tờ phái quy y của các vị đây. À, đó, đó. Rõ ràng không? Và tôi nói rất rõ là tôi làm một cái tờ chứng nhận này cho các trẻ em dưới 3 tuổi. Để chi vậy? Để cho các em ít nhất là gieo hạt giống lành với Phật Pháp từ thuở bé. Và giấy chứng nhận này sẽ được đổi khi các em đủ tuổi trưởng thành. Tức là khi các vị đủ tuổi trưởng thành, các vị sẽ mang cái tờ giấy này, các vị mang đến tu viện Quang Mi chỗ khác chắc người ta không đổi đâu. Tại vì này là chủ ý của tôi, cho nên các vị phải mang đến tu viện. Giống như là chúng ta mua cái hóa đơn ở đâu thì chúng ta muốn đổi hàng, chúng ta xách đồ đến đó, phải không? Này, hóa đơn của tu viện Tường Vân, vì vậy phải trở về chính hiệu của nó để đổi, đúng không? Cái này là hợp lý chứ. Cho nên mai này các vị sẽ mang cái giấy này trở về. À, ngày xưa con tôi có quy y đây, vậy vậy, tên vậy, đạo pháp danh vậy. À, nhờ một là có điều kiện quy vậy, dẫn các em quy lại. Hai thì không có điều kiện thì chúng ta lấy cái giấy này để chúng ta nhờ nhà chùa đổi lại thành tấm quy tam bảo trọn đời cho các em. Tại sao tôi làm điều này? Tôi làm điều này để mang cái nghĩa rằng không bỏ rơi bất cứ người nào cả. Vì tôi thấy các trẻ em cũng cần gieo cho chúng một cái nhân duyên. Bởi tôi thấy một số người khi họ kể lại, họ nói thầy, con tuổi mấy, 2 tuổi à, mà tối ngày nó ngồi nó coi đĩa thầy hoài. Tôi không biết nó hiểu gì tôi nói không. À, hay là nó coi tôi giống như diễn hài của Hoài Linh, tôi không biết. Nhưng mà các vị này nói rằng là thầy biết không, nhiều khi đi lên xe mà con không mở đĩa thầy là nó khóc, nó giãy, nó dụa, không yên. Cho nên là phải mở đĩa thầy, cái tự nhiên nín. Đem tôi ra để dỗ ngọt mấy đứa nít. À, rồi bây giờ tới giờ ăn cơm kêu nó không ăn. Nó không ăn, mời mốt không mở đĩa thầy Phước Tiến cho con nghe á. À, ăn. À, như vậy tôi bây giờ trở thành ông kẻ hay là ông nhà tu hay là cái gì tôi không biết. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng là những đứa trẻ nó cũng có cái duyên để tiếp cận với Phật Pháp. Dù nó cái độ tuổi nó không có đủ cái nhận thức, nhưng mà hình ảnh của tu sĩ, hình ảnh của Phật Pháp, hình ảnh của những lời giáo Pháp để vô tình đưa vào lòng của trẻ thơ, đây là một điều tôi thấy cũng rất hay. Và các vị đã làm được điều đó bằng cách dẫn các con đến chùa từ thở bé. Chứ ngày xưa các vị làm gì dám dẫn con đến chùa như thế này. Còn nhỏ không cho đi đến chùa. Còn nhỏ hỏi sao không đi đến chùa, không nên. Tôi hỏi không nên là gì? Không nên là gì không trả lời được với tôi mà cứ không nên. À, như vậy thì ở đây chúng ta nói cái chữ không nên là ai? Ai cho cái chữ không nên đó? Ai đã làm sự ngăn cách này? Quan niệm của chúng ta như thế nào về điều đó? Tôi nhớ một cái bài kệ trong Duy Biểu Học mà Ngài Nhất Hạnh, Ngài có nói. Ngài dựa trên quan điểm của Duy Thức để Ngài thành lập lên một cái bài kệ này như thế này. Có hạt giống sẵn có hạt giống trao truyền, quân tập thời thơ ấu, cả thời gian thai nghén. Đây là một cái bài kệ mà tôi thấy rất là xuất sắc, với một cái quan điểm gọi là gieo cái nhân tố hạt giống hay là chủng tử cho một chúng sinh, quan trọng vô cùng. Có hạt giống sẵn có, tức là chúng ta sinh ra đã có những cái mà nghiệp đã cùng với chúng ta đeo mang theo chúng ta để có mặt trên cuộc đời. Cái đó gọi là hạt giống sẵn có. Một hạt giống thông minh, một hạt giống kém hèn, một hạt giống nhu nhược, một hạt giống tham lam, một hạt giống ích kỷ. Cái này nó phải gắn liền với chúng ta. Phải nói là có một hạt giống gắn liền. Nhưng chúng ta có một điều là có hạt giống trao truyền. Tức là cái hạt giống xấu chúng ta vốn có đi, hoặc hạt giống tốt chúng ta vốn có, nhưng mà do quá trình của một người mang thai, là cha là mẹ và tập quán của gia đình, từ lúc hình thành cái bào thai cho đến lúc cháu bé được chào đời, cái cách
của chúng ta dìu dắt hay là dạy dỗ của các trẻ như thế nào, cái hạt giống đó gọi là hạt giống trao truyền. Tức là những người lớn, những tập quán của xã hội và tập quán của gia đình ung đúc và truyền trao lại trong tâm trí của các trẻ. Quân tập thời thơ ấu, cả thời gian thai nghén. Tức là thậm chí trong lúc mà những cái hạt giống các thế hệ tương lai của chúng ta dù trong bào thai, nó vẫn nhận được cái sự mà gọi là tác động của cái người chủ bào thai đó. Đây là điều rất là quan trọng. Cho nên là cái người mà gọi là nuôi dưỡng con, mà dưỡng thai đó, ngày xưa người ta nói là dạy con là dạy từ từ trong trứng nước á. Từ trong trứng nước là trứng ở đâu? Trứng nước là trứng ếch ngoài ruộng á hả? Hả? Không phải. Cái trứng nước là người ta nói là dạy từ cái lúc mà nhân tố hình thành lên những cái bào thai, mà những tháng đầu tiên. Như vậy người ta đã có một kinh nghiệm rất rõ là người mẹ, người cha lúc đó phải có một đời sống như thế nào để bảo vệ cái nhân tố là cái thế hệ tương lai của mình được tốt đẹp, được trọn vẹn. Đây là cái điều, cái trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ. Cho nên có những người mà khi bắt đầu mà biết mình rằng có con, tức là có bào thai được hình thành, thì người ta lại có một cái đời sống tốt hơn. Từ lời ăn tiếng nói, từ quan niệm cho đến đời sống tâm lý mà mọi thứ cá nhân của người ta, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho thế hệ tương lai của họ. Đây là những cái người mà gọi là sống có trách nhiệm. Một món ăn cũng cần phải chọn lựa, ăn thế nào để tốt cho con mình. Xin lỗi với các vị, có một số người bây giờ nuôi bào thai, người ta quan niệm lệch lạc kiểu gì đó. Trong thời điểm đó người ta phải tìm ăn đủ thứ, rất là bậy bạ. Do cái tác động của xã hội hiểu lầm, người ta nghĩ rằng bào thai cần phải nuôi dưỡng, ta ăn thịt chó nè, ăn gì, hột vịt lộn nè, tất cả mọi thứ người ta nghĩ cái đó sẽ bổ dưỡng cho bào thai. Nhưng mà cuối cùng một số người khi sinh ra trở thành quái thai. Có những người bổ dưỡng cái thai cách gì đó để sinh ra trở thành quái thai một cách rất đáng sợ. Có nghĩa là không hiểu biết về khoa học lẫn không hiểu biết về Phật học. Chúng ta đã dồn cho chúng ta những cái nguồn thực phẩm để nuôi dưỡng những nhân tố không phải là những nguồn thực phẩm tốt, và vì vậy không thể trở thành một nhân tố tốt khi ra đời được. Các vị nên nhớ. Và các vị đừng nói rằng tại sao cái giới trẻ hôm nay sinh ra nó lại là khó dạy, hung sùng, biết yêu sớm, chơi bời, bậy bạ, lêu lỏng và có thái độ ngổ ngáo này kia kia nọ. Một phần do nguồn thực phẩm nuôi dưỡng chúng ta và quan điểm sống chúng ta. Mỗi một thế hệ tương lai nếu được nuôi dưỡng bằng cách này thì thế hệ sau sẽ tệ hơn thế hệ trước. Nên nhớ là như vậy. Nếu nuôi dưỡng bằng cái đời sống của chúng ta không từ những cái thái độ tâm lý trong sáng, lành mạnh, nhân tố của một con người đứng đắn đường hoàng, thì thế hệ tương lai sẽ tệ hơn thế hệ trước. Và như vậy chừng 5 đến 10 thế hệ chúng ta mất đi những nhân bản, những đặc tính văn hóa đạo đức của loài người, mất đi rất đáng kể. Cho nên có những cái nhà mà khoa học phương Tây họ nghiên cứu rằng trong một tương lai con người chúng ta sẽ biến đổi gen. Chúng ta biến đổi từng đôi mắt, từng cái miệng, từng lỗ mũi, cho đến dáng mạo của con người chúng ta sẽ bị biến đổi. Biến đổi không phải theo một cái thái độ gọi là thay hình đổi dạng đẹp hơn, mà chúng ta biến đổi với hình thù con người tệ hơn. Là vì sao vậy? Vì đời sống của chúng ta nếu không có sự kiểm soát, và chúng ta không có một cái đời sống gọi là nhìn ra những cái nhân tố quan trọng để nuôi con người của chính mình, thì trong một thế hệ tương lai chúng ta rất có thể làm hư hoại đi những cái gì mà chúng ta đã gìn giữ như một truyền thống. Và con người của chúng ta, tại sao thấy hôm nay con người chúng ta có một số bộ phận không nhỏ sống bừa bãi, đời sống tình dục bừa bãi, ăn uống bừa bãi, những lối sống về quan niệm đạo đức bừa bãi? Từ đâu ra? Từ những cái quan niệm về con người và cái cách nhu cầu ăn uống và đời sống chúng ta đã tự đánh mất đi những cái chất liệu để nuôi con người chúng ta. Trong khi con người chúng ta được lớn lên, được nuôi dưỡng bằng gì? Bằng máu. Tức là từ những nguồn thức ăn để nó tạo ra máu để nuôi dưỡng con người. Nhưng mà thức ăn của chúng ta là những loại nguy hiểm quá. Chúng ta ăn bậy ăn bạ quá.
Ngày xưa những con như cầu gai nó giống trái chôm chôm dưới biển, ai mà ăn? Bây giờ phải đi mò những con đó bán để ăn, để người ta tiêm nhiễm một câu thôi: ăn con này tình dục gì mạnh gì thế thế, làm vô một câu ăn sạch dưới biển. Chúng ta bị tác động bởi cái như vậy thôi, tức là để cho một nhu cầu rất cá nhân của chúng ta. Thì cái ngày xưa chúng ta có thể rất tởm con đó, chúng ta không dám ăn, thấy rất là đáng ghê, nhưng mà quan niệm chúng ta không biết cách nào đó. Bây giờ chúng ta lại ăn mà chúng ta khen ngon thế này thế kia thì cảm thấy rất là đáng sợ. Cái cách chọn lựa thức ăn của con người nó đã làm thay đổi tâm tính của con người một vấn đề rất đáng kể. Các vị nên nhớ là như thế, bởi vì chúng ta được nuôi dưỡng từ đó. Và vì vậy tôi chỉ khuyên rằng một người Phật tử khi học Phật thì chúng ta phải có một cách chọn lựa cho chúng ta về nhu cầu ăn uống và đời sống chúng ta, và trong cái cách thức dạy con cái chúng ta. Nếu muốn thế hệ mai này được tốt hơn thế hệ trước kia thì chúng ta cần phải có một cái quan niệm và một lối sống như thế nào để nuôi dưỡng những thế hệ tương lai của chúng ta. Và vì vậy bản thân chúng tôi cũng góp một phần cho tất cả các vị trong vấn đề chăm sóc và nuôi dạy các em, bằng cách là tôi tạo điều kiện cho các vị nghe pháp, học tu, hay là hoặc là dẫn các em đến chùa từ thời bé. Và để cho các em từ nhỏ như thế này đã có những cái hạt giống Phật pháp ngự trị và in trí ở trong lòng. Cho nên tôi thấy bây giờ những đứa trẻ được cái người cha người mẹ cho nghe pháp, mặc dù nó chưa biết cái gì nhưng mà cứ cho nghe để thói quen dần với những ngôn từ này, gọi là quân tập bất tư nghì, tức là quân tập không có ý thức. Những hạt giống này gieo vào lòng trẻ thơ Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ đứa nhỏ biết gì không? Ví dụ em bé nãy 3 tuổi đó, Nam Mô A Di Đà Phật nó biết gì không? Nó không biết, nhưng mà cái Nam Mô A Di Đà Phật đã nằm trong lòng nó rồi. May này có một lý do, nó nghe một bài giảng, đọc một quyển kinh Nam Mô A Di Đà Phật là vậy, thì nó nhớ ngày xưa nó đã thuộc cái này, thì ra cái nghĩa của Nam Mô A Di Đà Phật là vậy. Hạt giống năm xưa sống vậy chứ. Cái thiện, cái ác, nhân quả, tội phước. Ví dụ chúng ta vô chùa, chúng ta nhảy nhìn những hình ảnh người ta vẽ minh họa về địa ngục thế thế. Dù là chúng ta cho là những hình ảnh địa ngục đó là nó không thật đi, nhưng mà nó cũng làm cho những người khác nhìn vào có cái suy nghĩ rằng là hành động một sai quấy, hành động lỗi lầm, hành động tội lỗi, nó sẽ có một cái gì đó nó không tốt, và làm cho người ta kiềm chế bớt cái cách sống bừa bãi và phóng túng của một con người, từ sự tham lam cho đến mọi thứ khác. Vậy thì đây là một cái vấn đề gọi là giáo dục trong mọi cách. Và chính vì điều này tôi cũng tạo điều kiện quy cho các trẻ là như thế. Tôi cho các em, ít nhất là các vị cũng thấy nè, cầm cái này về gặp các em nè: con đây là tờ chứng nhận của con nè, thầy Phước Tiến ký vô này ha, đó là chứng nhận con là Nguyễn Thị Nhí gì đó, pháp danh là Minh Bi gì đó, ví dụ thế thế. Thì nó cũng nói, cái này tờ này của con hả má, tờ này của con hả ba, cầm vô giống như bằng khen vậy đó, khoái vậy đó. Nhưng mà đó là những cái ấn tượng rất là đẹp. Hãy để cho cháu tự hào trong học bàn của mình, hay trong cái tủ riêng của cháu, hay là thế nào thế khác, hay là quạt dán lên cái đầu nằm hay gì đó. Nó trở thành những cái gì đó rất là ấn tượng đẹp trong lòng. Đây là cái cách thức chúng ta gieo hạt giống vào lòng của các trẻ thơ. Và vì vậy tôi nghĩ tôi mở rộng cho các vị ở chỗ là dưới 3 tuổi tôi cũng quy y là như vậy. Cho nên các vị cứ cảm thấy rằng mấy tuổi cũng trở thành Phật tử hết á, mấy tuổi cũng là con của Phật, an tâm rồi. Có thể việc này tôi hiểu rất rõ về mặt hình thức nó là như vậy, còn về mặt chuyên sâu, khi đủ tuổi lớn, đủ tuổi trưởng thành và ý thức chúng ta trọn vẹn thì chúng ta mới nhận thức được cái việc quy y chúng ta như thế nào, và ý thức được trách nhiệm hành vi của chúng ta trong mọi việc như thế nào. Thì cái đây là còn cả một quá trình, nhưng mà chúng ta không bỏ rơi nó trong bất cứ một giai đoạn nào của cuộc đời nó. Mai này nó sẽ trở thành một con người có ý nghĩa và hữu dụng hơn. Đây là cái cố ý của tôi. Trở lại vấn đề của chúng ta hôm nay, ai là những người quy y mới hôm nay, đều đưa tay lên tôi coi. Xin cảm ơn các vị. Hầu như những người ngồi trong giảng đường này là quy y mới. Và tôi thấy tôi quy y ở đây là hàng tháng tôi vẫn quy y, nhưng mà đến hôm nay tôi vẫn thấy là người lớn vẫn còn quy y. Có nghĩa là những người mà tôi thấy 50-60 tuổi trở lên vẫn còn quy y. Giống như chú ở đây nè, 1, 2, 3, 4, 5, chú ngồi hàng thứ 6 á.
Xin hỏi chú, dạ chú hôm nay mới quy y đúng không? Dạ. Xin hỏi chú năm nay nhiêu tuổi rồi? 63. Ủa vậy là 63 năm trở về trước á, sao chú chưa quy y? Mà chưa quy y á thì mình nghĩ trong lòng á là mình không làm ác, là không làm những cái gì tội lỗi, cho nên mình chưa có quy y. Dạ. Rồi vậy bữa nay làm gì tội mà đi quy y? Dạ không. Tại vì á là không làm tội lỗi, nhưng mà ở nhà thì nó đúng ra con rồi nó cũng quy y, rồi bà xã cũng quy y hết rồi, còn có mình. À, thấy mình lạc đòi quá phải không? Dạ, dạ, lạc đòi quá. Thôi để quy y cho nhập có bạn có bè phải không? Dạ, dạ. À, vậy là từ những động cơ đó chứ cũng không ai dụ chú. Dạ đúng à, rồi. Không ai. Bà xã có dụ không? Cũng không. À, bà xã có nói là hôm nay quy y đi, tối nay tôi về tôi dẫn ông ăn một bữa, có không? Dạ. Hay là có các con dụ gì không? Không, các con cũng không dụ. Dạ, rồi ở đây là tại sao chú biết được cái việc quy y này mà chú phải tìm quy y? Tại vì thấy quy y thì nó có một cái là nó gần gũi hơn với Phật. Đó. Và mình nhiều khi tôi cũng niệm Phật đó, nhưng mà nhiều khi mình nói là không quy y mình niệm Phật là nó thấy nó cũng hơi trống vắng, cho nên mình quyết định là quy y. Chưa quy y niệm Phật thấy hình như Phật chưa chứng minh lắm phải không? Dạ. À, thầy cảm ơn chú. Dạ. Ở đây cái câu nói của chú vừa rồi á, đó là câu nói mà tôi từng lưu ý với các vị. Thông thường chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta không làm gì sai, chúng ta không làm gì tội, cho nên chúng ta không cần thiết phải quy y. Cái này không phải là tất cả, nhưng mà nó cũng nằm trong một bộ phận nào rất là lớn về quan niệm này. Nhưng tôi nói với các vị, tôi mở ngoặc này ra cho các vị hiểu là cái suy nghĩ của chúng ta đó, cái tội là vậy nè. Khi nào chúng ta bị luật pháp kết án một vấn đề gì thì chúng ta mới nghĩ rằng điều đó là tội. Đây là các vị xem lại cái bài giảng mà tôi giảng là làm gì để hết tội, tôi có phân tích cái đó. Có những người nghĩ rằng tôi không vi phạm luật pháp có nghĩa là tôi không có tội. Nhưng xin thưa các vị, có rất nhiều chuyện không vi phạm luật pháp nhưng mà tội ở đây là không ai bắt, nhưng mà tội của quy luật. Ví dụ tôi nói điển hình đây, sát sanh không có tội về luật pháp. Các vị ăn gà, bò, heo, trâu, bò gì đó, các vị có bị luật pháp còng đầu không? Các vị ăn cả đời của chúng ta, không ai còng đầu, không ai nói cái việc đó là sai cả. Nhưng về quy luật, chúng ta có tội không? Chúng ta có tội về nhân quả. Luật pháp không kết án, nhưng mà nhân quả là một quy luật. Chúng ta dai gì trả đó là một quy luật sòng phẳng. Để nói trên cuộc đời này vật giữ nhân, đó là những người phịa ra để làm che miệng cho được thoải mái, ăn mà không mặc cảm tội lỗi. Chúng ta không phải nói là không tội, hay là chúng ta đưa ra một cái quan điểm như vậy thì quy luật cuộc đời này nó là như vậy, sai lầm. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Ở đây tất cả các chúng sinh thay nhau để tồn tại là quy luật. Chúng ta mượn nhờ những thân xác thịt máu của chúng sinh khác để tồn tại thì chúng ta phải tái lại những cái hiện trạng, những cái thân hình như những chúng sinh đã từng cho chúng ta dài để trả lại. Chúng ta thay phiên nhau để tồn tại trên cuộc đời này là quy luật công bằng. Bởi vì tồn tại của một con người không phải là một đời, sinh ra năm 70 tuổi chết là kết thúc. Sinh ra và chết đi chỉ là một cái giai đoạn ngắn trong cuộc đời, trong dòng sinh mạng bất tận mà thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục sinh và chết đi, nhưng mà sinh và chết đi dưới hình thái của chúng sinh nào là việc đó tùy nghiệp của chúng ta. Heo bò trâu gà là những cái lối đi mà chúng ta đã từng có, và những chúng sinh này cũng từng có. Ở đây chúng ta hiểu rất rõ, và vì vậy có những cái chúng ta không vi phạm luật pháp, nhưng về chân lý cuộc đời chúng ta không chạy thoát. Một số trường hợp có những người bạc đãi mẹ cha, hay là sống thiếu đạo đức với vợ chồng, luật pháp không kết tội, cũng không thấy người đó bị luật pháp khiển trách, nhưng mà tự thân về mặt đạo đức và lương tâm và quy luật của nhân quả, chúng ta vẫn tạo tội và vẫn trả dai một cách sòng phẳng.
Có những người có đời sống không tốt với mẹ cha, cái việc đó luật pháp không thấy kết tội, bởi vì đâu có thấy hiện tượng đâu gì mà kết tội. Nhưng mà chúng ta đã trở thành người bạc đãi bất hiếu thì nhân quả bất hiếu này chúng ta phải trả. Đó là quy luật. Và còn vô số những điều khác. Có những người chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta lường gạt người khác nhưng mà không bị luật pháp can thiệp, hay là không bị luật pháp gờ tới, thì chúng ta cảm thấy rằng chúng ta vẫn nghiễm nhiên trở thành người không có tội. Nhưng về mặt nguyên tắc, lường gạt người ta dù ít dù nhiều, chúng ta vẫn trả dài một cái sòng phẳng của quy luật. Vì vậy một con người học Phật để nhận thức rất rõ tội phước theo quy luật của chân lý, tức là ngoài luật pháp được quy định theo phép nước, thì chúng ta hiểu được một điều là quy luật của nhân quả, làm được hay không theo điều Phật dạy tùy hoàn cảnh của chúng ta. Nhưng trước hết chúng ta phải nhận thức đúng đắn cái nào đúng sai tội phước theo chân lý cái đã, còn việc làm được bao nhiêu tùy chúng ta. Năm này làm chưa được, 5 năm nữa, 10 năm nữa, trong cuộc đời chừng nào làm được đó là việc của các vị. Trước hết các vị phải nhận thức rất rõ cái đã. Tôi từng cho thí dụ lời Phật dạy hay là chân lý cuộc đời nó giống như là cái câu hút thuốc có hại cho sức khỏe vậy đó. Chúng ta cứ nhận ra được rằng là hút thuốc có hại cho sức khỏe biết rất rõ, còn hút hay không quyền của các vị. Hút ít hút nhiều quyền của các vị, từ bỏ hay hút tiếp quyền của các vị. Trước hết biết rất rõ điếu thuốc không có lợi cho sức khỏe cái đã. Đó là chân lý rồi. Tất cả những cái khác cũng vậy. Vậy thì nhờ học Phật để chúng ta biết được đúng sai tội phước theo chân lý, mà chọn hướng sống cho mình một cách phù hợp hơn. Có những điều chưa làm được trọn vẹn như lời Phật dạy, nhưng biết rất rõ đem hậu quả không tốt cho chúng ta, thì hạn chế 5-10%, 20% gì đó, hạn chế bao nhiêu được cho chúng ta, tốt bấy nhiêu cho chúng ta. Cho nên tôi biết còn rất nhiều người khi chưa tiếp cận được với Phật Pháp, chưa nghe nhờ giảng dạy, đôi khi chúng ta hình dung một cách hơi mơ màng về cái vấn đề quy y học tu theo Phật Pháp. Nhưng mà tôi nghĩ một ngày nào đó khi các vị đã học Phật Pháp đến chín mùi thì các vị hiểu rất rõ và các vị biết các vị sẽ làm gì. Đó là những cái điều mà tôi rất là mong mọi người tiếp cận với Phật giáo mà tiếp cận đúng với chân lý, chứ không phải tiếp cận theo dạng tín ngưỡng không. Tín ngưỡng là cơ hội để làm duyên cho chúng ta gần gũi với Phật Pháp. Còn hiểu Phật Pháp là phải học đúng. Và nhờ họ hiểu đúng, học đúng, cho nên chúng ta sẽ sống đúng, làm đúng. Xưa kia có những người khi tu tập tu với Phật thôi, không tu với cộng đồng, không tu với người thân, không tu với xã hội. Bởi vì chúng ta cứ hàng ngày chỉ sợ Phật quở, Phật bắt lỗi, vô chùa chăm sóc Phật rất kỹ càng và về nhà chồng vợ bỏ phế. Ông Phật đâu cần chúng ta chăm sóc kỹ càng đâu. Cái người cần chúng ta chăm sóc kỹ càng là người thân của chúng ta. Người đó cần chăm sóc kỹ càng thì lại không kỹ càng. Người không cần chúng ta kỹ càng thì lại cố mà o bế kỹ càng. Vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta chăm sóc như vậy để được Phật thương, Phật che chở, Phật bảo vệ gì đó. Nhưng mà xin thưa các vị, đó là tín ngưỡng thôi. Chúng ta dành cho Phật những điều cung kính, cái điều đó không sai. Nhưng mà chúng ta phải thực tế là chúng ta phải sống tốt, phải dành những điều cung kính với Phật, thì cũng dành những sự trân trọng cho người thân của chúng ta. Cái đó mới phù hợp với lời Phật dạy. Chứ ông thần, ông thánh nào có mặt trên cuộc đời để buộc tín đồ chăm sóc cho bản thân của ông thần, ông thánh là ông Phật đó, sai. Nếu Phật chúng ta để có mặt trên cuộc đời xuất gia tu hành để kêu chúng sanh cung phụng, Phật sai. Tôi nói thật, xin lỗi Phật. Tôi nói Phật có quan niệm đó là Phật sai đó. Bởi vì Phật không phải đi xuất gia đi tu thành Phật là vì bản thân Phật. Ngài đã nói một câu rất rõ trong Bồ Tát A Lạc Giới nè: ta nguyện đem thân ta chịu hằng hà sa số khổ đau của chúng sinh, vì nguyện cứu độ chúng sinh cho nên ta nguyện thành Phật. Câu này các vị nhớ rất rõ. Như vậy sự thành Phật của Ngài là vì Ngài hay vì chúng ta? Vì chúng ta. Như vậy khi Ngài thành Phật là Ngài phục vụ chúng ta để chúng ta phục vụ Ngài? Cơ bản nhất, Ngài nguyện để độ đời là đi phục vụ cho chúng sinh, để giáo hóa chúng sinh là mục đích của Đức Phật. Như vậy thầy tu có mặt là để bắt chúng sinh phụng sự cho thầy tu, hay là thầy tu làm nhiệm vụ để phụng sự cho chúng sinh?
Như vậy ở đây bản thân tôi là một người xuất gia hay những người xuất gia khác, cái nguyện đầu tiên là vì chúng sinh cho nên nguyện để xuất gia học hành theo Phật. Vậy mà một số người quên đi cái nguyện của mình. Quên đi cái nguyện bằng cách nào? Quên đi cái nguyện là khi xuất gia rồi bắt thiên hạ cung phụng mình như một đế chế là sai. Cái thành phần này không nhiều nhưng mà vẫn sai. Cái chuyện của chúng ta tu là lấy lợi ích của chúng sinh làm đầu, đem chánh pháp phụng sự là vì chúng sinh, chứ không phải chúng ta mang cái nghĩa là bắt chúng sinh phụng sự chúng ta như một thần thánh. Chúng ta làm như thế là sai với lời dạy của Đức Phật. Cái này cần phải nhận chân được rất là rõ. Nhưng mà trong một cái tổ chức của một hệ thống, nó cần phải có tôn ti trật tự, đó là chuyện bình thường của một tổ chức. Nhưng người đó không được cho rằng là tôi như thế để mọi người phải cung phụng tôi như thế là sai. Các vị phải hiểu được tùy cái mức độ như vậy. Thì trở lại vấn đề tôi muốn nói cái gì, cái ý nghĩa và giá trị của đạo Phật trên cuộc đời là như thế. Tôi muốn mọi người nhận chân được lời Phật dạy là như thế. Và Đức Phật nói rằng mọi người làm cho chúng ta được trong sạch và cao thượng, và cũng chính bản thân chúng ta làm cho chúng ta nhơ bẩn và thấp hèn. Không người khác làm cho chúng ta được, chỉ chính bản thân chúng ta thôi. Và vì vậy khi khuyến khích một người đi quy y hướng về con đường của Phật Pháp, nó khác với những tôn giáo khác đi dụ đạo chúng ta. Đây là điều mà tôi cân nhắc hoài là như vậy. Đạo Phật không mang cái nghĩa đi dụ mọi người về để cung phụng cho một tổ chức hay là gì Phật giáo. Mà Phật giáo muốn gì hạnh phúc an lạc của chúng sinh mà làm. Đây là điều mà các vị nên để ý. Cho nên khuyến khích một người quy y, nó không mang cái nghĩa là biến người đó trở thành tín đồ để mà được lợi lộc gì ở trong hành động đó. Nó không phải xuất phát từ cái đó. Cho nên các vị hiểu và cảm thông cho. Cho nên trong cái việc quy y hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các vị như một lời tâm sự, để các vị hiểu được hơn về ý nghĩa của mục đích quy y. Còn các vị hiểu sâu hơn về nội dung ý nghĩa quy y, tôi gửi tặng cho tất cả các vị một lát nữa mỗi người một cái đĩa này. Đĩa này bao gồm một cái bài giảng cơ bản của tôi là quy y những điều cần biết, và 5 bài giảng về 5 nguyên tắc đạo đức của Phật dạy, tức là phân tích về 5 giới. Thì khi chúng ta nghe một cái bài giảng này, nó phải khoảng cỡ 8 tiếng. Một cái bài giảng như thế này nhưng mà chứa đựng khoảng 8 tiếng. Nếu mà trong đây 6 bài giảng của tôi là cũng cỡ 7 tiếng đến 8 tiếng. Vậy thì nếu cái nội dung này mà chúng ta nghe được, thì chúng ta sẽ hiểu rất rõ cái việc hôm nay chúng ta quy là vì sao. Cho nên những gì tôi nói rồi tôi không lặp lại là vì một lát nữa tôi sẽ gửi cho các vị cái đĩa này. Các vị nghe về các vị sẽ hiểu rộng hơn những điều tôi căn dặn từng phần quy rồi sao, trước khi quy sao là làm các vấn đề nhận thức về giới luật của Phật sao sao sao. Trong đây tôi chia sẻ đầy đủ. Còn những gì tôi nói ở đây mang cái nghĩa là những gì dường như là tôi chưa có đề cập đến trong này, tôi bổ sung thêm cho các vị để giúp cho các vị nhận thức và hiểu rõ về việc hành động quy y hôm nay của chúng ta. Tôi mong rằng những người Phật tử chúng ta là những người có giác ngộ thật sự. Cũng như Chúa hồi nãy đi quy y là tự mình cảm thấy tốt hơn, chứ không mang cái nghĩa từ ai dụ hay ai tác động, mà từ một sự nhận thức rất rõ ràng. Nhận thức rằng đạo Phật là một con đường đúng đắn, một con đường tốt, giúp cho một con người hướng thiện. Thì dù chúng ta không đi trọn với lời Phật dạy, ít nhất chúng ta cũng thay đổi được chính mình một mức độ nào đó. Một giọt nước trắng nhỏ vào cà phê không làm cho cất cà phê trong đi, nhưng mà nó đã làm cho cà phê loãng với một giọt nước đó. Như vậy nếu chúng ta nhỏ thường xuyên và nhỏ hoài thì mọi điều có thể thay đổi. Không thay đổi hoàn toàn nhưng thay đổi bằng chính giọt nước đó. Vậy thì một hành động học Phật của chúng ta, một sự hướng thiện của chúng ta, một ngày ăn chay của chúng ta, một câu niệm Phật của chúng ta, một cái chữ ban tặng cho thiên hạ, một lời tha thứ cho mọi người, một sự nhường nhịn cho mọi người, tất cả đều làm tốt đẹp cho ta và các mối quan hệ xung quanh. Dù không có gì lớn lao nhưng mỗi người góp một phần trong cái việc mà tốt đẹp đó. Cả xã hội nếu rất nhiều người góp phần vào, nó trở nên một xã hội có tổ chức, sống có đạo đức, có tình thương và có văn hóa tốt đẹp hơn. Cái này việc làm nó không đòi hỏi từ một người, nhưng mà nếu một người có một đời sống tốt sẽ ảnh hưởng được rất nhiều người theo cái hướng tích cực hơn. Cho nên chúng ta không có quan niệm thay đổi thế giới, mà giới đạo Phật
là đạo Phật có quan niệm là mỗi người phải thay đổi chính mình. Đức Phật không có tham vọng ôm cả thế giới vào người, mà Đức Phật khuyên mỗi con người tự tốt lên, tự thay đổi. Mà một con người tự thay đổi thì kéo theo hàng khối người thay đổi. Đó là nguyên tắc. Thành ra mọi thứ muốn thay đổi tốt đẹp hay không, nó xuất phát từ con người của chúng ta. Vì mỗi người học Phật là một nhân tố, một nhân tố tốt, một nhân tố lành, một nhân tố tích cực. Thì nhiều người học Phật nó sẽ góp vào cái phần trở thành cộng đồng của nhân tố tích cực. Điều này rất quan trọng. Khoảng mười mấy 20 năm về trước, quan niệm này chưa được phổ biến. Người ta cứ nghĩ rằng đạo Phật là một cái mảng nào đó, nó nằm bên lề của xã hội. Nhưng tiếp cận đạo Phật rồi mới thấy rằng đạo Phật là một phần quan trọng của xã hội. Cho nên á, tôi có giảng cái bài giảng mà cách nay khoảng 2 năm, tôi có giảng là đạo đức Phật giáo góp phần cải thiện xã hội như thế nào. Vậy thì ở đây với những cái quan điểm của tôi chia sẻ với các vị là nó xuất phát từ một sự thật về bản chất của đạo Phật trong mỗi thời đại. Thời đại qua có một cái gì đó chúng ta thấy rằng đạo đức đã bị suy thoái trong một bộ phận không nhỏ, làm chúng ta đau lòng. Ăn chơi quá đà, mọi thứ quá đà, tình dục quá đà, nói chung mà mọi thứ quá đà. Chúng ta cảm thấy rằng cái điều đó đáng báo động và đáng lo ngại cho những người sống tốt, sống lương thiện và những người có tầm nhìn về đạo đức xã hội. Và chính vì vậy khi mà đạo đức Phật giáo để làm cho con người ta nhận chân ra được người ta cần sống như thế nào để tốt hơn, đẹp hơn. Cho nên tôi thấy đạo Phật là góp một phần không nhỏ trong việc này. Với cái đề tài nghiên cứu của tôi cũng vậy. Một đề tài nghiên cứu các vấn đề là tôi nghiên cứu các vấn đề đạo đức Phật giáo góp được gì cho các vấn đề đạo đức xã hội. Và dĩ nhiên với một bề dày trên 2.000 năm đạo Phật đã có mặt, mọi hình thái sinh hoạt và quan điểm của xã hội ít nhiều đều gắn liền với những quan điểm và triết học hay là triết lý của Phật giáo bàn bạc trong quần chúng. Rất có thể người ta đang tiếp nhận đạo Phật nhưng mà ta không nhận ra đó là của đạo Phật, bởi vì nó đã trở thành dân gian hóa trong mọi sinh hoạt tập quán tín ngưỡng của hầu như đại bộ phận người Việt chúng ta. Hôm nay trong cái buổi lễ quy y, tôi có ít lời gợi gắm đến tất cả các vị, như một lời chia sẻ chân tình, đồng thời như một sự khích lệ và tán thán cái tinh thần hướng Phật của tất cả chúng ta. Và tôi mong các vị sẽ trở thành một nhân tố tốt để khích lệ những người thân của chúng ta và thân bằng quyến thuộc của chúng ta hướng về con đường Phật Pháp, để trước hết xây dựng mỗi một gia đình là một gia đình mẫu mực và lý tưởng cái đã, theo trên tinh thần Phật giáo, và góp phần tác động đến xã hội càng rộng thì giảm thiểu được các tệ nạn xã hội ngày càng nhiều, và làm cho những người có thái độ sống ích kỷ, họ ngại ngùng và họ bắt đầu bớt dần đi những cái lối sống ích kỷ và hẹp hòi đi, để làm cho cái cuộc sống này an vui và tốt đẹp hơn. Đó là những việc làm thiết thực. Trời Phật gì can thiệp cho chúng ta tôi chưa biết, nhưng mà chính con người lương thiện của chúng ta đã cải thiện được các vấn đề quan trọng. Cho nên tôi nhớ một cái câu nói là cái mọi việc tồi tệ hay mọi việc xấu ác trên cuộc đời đó, nó không phải xuất phát từ những người mà gọi là xấu ác, mà những cái việc xấu ác này trở nên tồi tệ cơ bản nhất là do những người lương thiện im lặng. Tôi đã có nói cái này trong nhiều bài giảng rồi. Cái câu đại khái nó như vậy. Mọi việc tồi tệ lên không phải là do những người xấu ác, mà do những người lương thiện im lặng. Vậy nếu chúng ta là một người thật sự có một cái suy nghĩ tích cực cho gia đình và xã hội, thì chúng ta phải mạnh dạn là tiên phong trong việc cải thiện các vấn đề bằng cách là dùng bản thân mình để chứng minh. Chứng minh cho cuộc sống tốt, cho lòng bao dung, cho độ lượng, cho sự chia sẻ, hy sinh, cho tính lương thiện của chúng ta. Sống như vậy nó sẽ trở thành con người có ý nghĩa và có tác động tích cực hơn, trở nên vĩ đại hơn. Một kiếp đời chúng ta thấy tự hào hơn một kiếp sống của một con người. Đó là những điều mà tôi căn dặn tất cả các vị. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị đầy đủ duyên lành, tu học theo Phật Pháp để bản thân và gia đình được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật.